Đây là Dolly, con vật đầu tiên được nhân bản vô tính. Nó được xem là con cừu nổi tiếng nhất mọi thời đại. Cũng giống như cây mẹ của nghìn đứa con, nó được sinh ra và thừa hưởng gen di chuyển từ mẹ. Tuy nhiên, trường hợp của cừu Dolly có sự tác động của con người. Lấy một tế bào trứng, loại bỏ nhân và thay thế nó bằng nhân của một tế bào khác, ví dụ như một tế bào da. Qua quá trình kích thích hóa học hay xung điện, tế bào này chứa gen được làm từ da sẽ khuyến khích quá trình phân chia tế bào và bắt đầu phát triển, không phải thành một mẩu da, mà thành một phôi, và sau này sẽ thành một con cừu. Do vậy, con cừu này sẽ có mọi thông tin về gen giống hệt đối tượng cho tế bào, đó chính là cừu mẹ của Dolly. Đó là lý thuyết phía sau việc tạo ra cừu Dolly. Nhưng trên thực tế, việc nhân bản các con vật là vô cùng khó. Trên thực tế, cừu Dolly có tới 3 cừu mẹ. Con cừu thứ nhất cho trứng, chất liệu di truyền của một trong những tế bào đó được lấy đi và thay thế vào đó tế bào được lấy từ vú của cừu mẹ thứ hai. Cuối cùng, tế bào trứng chứa kiểu di truyền từ tế bào tuyến vú được cấy vào cừu mẹ thứ ba. Đó chính là con cừu sẽ sinh ra cừu Dolly. Nhưng cừu Dolly có kiểu gen giống hệt với cừu mẹ. Đây là một quá trình cực kỳ phức tạp.